Lexus Việt Nam vừa chính thức giới thiệu Lexus LS500H và LS500 phiên bản nâng cấp với những thay đổi đáng giá về nội ngoại thất và một số tính năng an toàn. Lexus LS mới chính thức có mặt tại đại lý Lexus Thăng Long Hà Nội và Lexus Trung tâm Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 4 tháng 2 năm 2021. Là mẫu xe sedan tiên phong của Lexus, ngay từ những ngày đầu ra mắt, LS đã ghi dấu ấn bởi thiết kế sang trọng, tinh tế và khả năng vận hành êm ái, yên tĩnh tuyệt vời. Ở phiên bản 2021, phần cản trước được tinh chỉnh với góc mũi xe được vuốt dọc tạo sự khỏe khoắn. Đặc biệt, bề mặt của phần trong lưới tản nhiệt được chuyển sang màu tối, kết hợp với lưới tản nhiệt phụ được chuyển sang dạng vuông giúp chiếc xe nhìn bề thế và sang trọng hơn. Đèn trước chuyển sang dạng dọc, kết hợp 3 đèn projector nhỏ gọn và đèn chiếu sáng ban ngày dạng chữ L. Phía dưới là cụm Blade Scan AHS mang lại hình dáng mạnh mẽ, thể hiện sự hòa quyện giữa thiết kế tinh tế và công năng sử dụng. Mâm xe được thiết kế mới, chống ồn với kích cỡ 245/45R20 Resonator Type, góp phần tạo nên sự tĩnh lặng tuyệt vời trong khoang hành khách. Nếu chiêm ngưỡng LS mới từ phía sau, thanh chrome bên trong cụm đèn sau được chuyển sang màu đen, mang lại vẻ dày dặn và khỏe khoắn, tương xứng với thay đổi ở phía đầu xe, khẳng định đẳng cấp hạng sang. Trên bản nâng cấp này, một số chi tiết được thay đổi hình dáng từ đồng hồ hiển thị đến ốp trang trí, từ vô lăng đến bệ tì tay đều được trau chuốt tỉ mỉ với ngôn ngữ tạo hình hiện đại bởi các kỹ sư và nhà thiết kế với trình độ thủ công bậc thầy Takumi. Đặc biệt, màn hình audio được đưa ra ngoài giúp việc thao tác trên màn hình cảm ứng trở nên đơn giản hơn. Bên cạnh đó, một nút bấm được bố trí thêm giúp truy cập nhanh vào phần hiển thị cho hệ thống sưởi ghế và vô lăng, cùng với sự thống nhất màu sắc các nút bấm sang màu đen hỗ trợ quan sát dễ dàng hơn. Thế hệ mới mang đến sự lựa chọn đa dạng hơn về nội thất. Phiên bản nâng cấp lần này được bổ sung nội thất Nishijin, lấy cảm hứng từ những con sóng dưới ánh trăng, kết hợp chất liệu và dệt cao cấp Nishijin và những chi tiết nội thất bằng platinum cán mỏng, đem đến trải nghiệm đầy cảm xúc cho khách hàng. Cùng với hệ thống an toàn mới nhất Lexus LSS+2, đèn pha được nâng lên cấp độ tự động thích ứng, tích hợp công nghệ quét tốc độ cao Blade Scan AHS giúp đem lại sự an toàn tuyệt đối trên mỗi khúc cua trong đêm tối và tính năng phanh hỗ trợ đỗ xe giúp chủ sở hữu thêm an tâm sau khi kết thúc hành trình mỗi ngày. Tại Việt Nam, Lexus với các phiên bản LS mới có giá bán khởi điểm từ 7 tỷ 280 triệu Việt Nam đồng đối với phiên bản LS500 và cao nhất là phiên bản LS500H, phiên bản Nishijin có giá bán 8 tỷ 890 triệu Việt Nam đồng.